Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay sức khỏe cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi hoàn toàn hồi phục, hai bé hoạt bát lanh lợi và ăn ngủ tốt. Giờ đây, hai bé đã có thể ngồi, đánh dấu một bước lớn về sự phục hồi trong niềm vui mừng của ba mẹ. Chuyên gia dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, hiện Song Nhi được 14 tháng tuổi, mỗi bé nặng khoảng 8kg, chiều cao ước tính 72cm. Hai bé có thể ăn hoàn toàn bằng đường miệng, uống 7 thủ sữa mỗi ngày. Với chế độ ăn giàu dinh dưỡng kết hợp tập vật lý trị liệu, Song Nhi sẽ tiêu hóa tốt hơn và chóng lớn. Ngày 15 tháng 7, hai bé được tách rời thành công sau 13 giờ phẫu thuật. Thời gian tới, Song Nhi phải trải qua 4 cuộc đại phẫu tạo hình khung chậu. Các bác sĩ sẽ theo dõi hai bé đến năm 18 tuổi, đảm bảo khả năng sinh sản.